Thưa quý vị, tiếp tục cuộc tọa đàm về cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi mời quý vị ngày hôm nay giao lưu với ba vị khách của chương trình. Trước hết là nhà văn Võ Thị Hảo, người vừa đặt chân tới trường quay từ Paris. Và tiếp theo là tiến sĩ Nguyễn Khương A, qua đường Viễn Liên từ Hà Nội. Và người tiếp theo là tiến sĩ Nguyễn Phương Mai từ Amsterdam của Hà Lan. Xin kính chào các vị khách. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, thưa quý vị, tướng Giáp đã để lại một di sản được cho là đáng tranh cãi, là ông vừa trung thành với Đảng, lại vừa có một vài hậu thuẫn cuối đời được cho là hạn chế và có cái tác động mà không thực nhiều như là được kỳ vọng cho phong trào dân chủ Việt Nam. Thì ý kiến của các quý vị như thế nào? Trước hết xin mời nhà văn Võ Thị Hảo. Về câu hỏi này thì tôi nghĩ thế này. Những cái công tích của tướng Giáp về mặt trong chiến tranh Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là không cần phải bàn cãi nữa. Đã được khẳng định qua nhiều công trình nghiên cứu. Thế nhưng mà tôi cũng rất là tiếc. Tôi đã nhiều lần kỳ vọng rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi ông làm bộ trưởng, sinh được cử làm bộ trưởng sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình, thì tôi nghĩ rằng ông sẽ nhận ra nhiều điều và có thể làm được những điều tốt hơn cho người Việt Nam và cho nền dân chủ cũng như nền tự do Việt Nam. Nhưng mà tôi đáng tiếc là một con người như thế với một cái phẩm chất đạo đức có thể kỳ vọng, tức là ông không có mặt trong những cái người tham nhũng của Việt Nam, nhưng mà đáng lẽ ông phải làm được những điều hơn thế, thì tôi rất là tiếc. Tôi nghĩ là Võ Nguyên Giáp đã có thể làm những cái việc có thể làm. Chúng ta nên nhận xét là cụ vẫn là một người của cái chế độ này. Cụ đã suốt đời hoạt động cho cái chế độ này. Cụ không phải là một người đối lập. Và những cái hoạt động, những cái lên tiếng của cụ về cuối đời liên quan đến chuyện bốc xít, liên quan đến một số các việc đối với chính quyền. Tôi nghĩ nếu mình nhìn nhận là cụ là một người của cái chế độ này suốt đời, từ trước cho đến giờ cụ vẫn phấn đấu cho cái chế độ này, thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá khác hơn một chút. Và tôi nghĩ rằng ở cái cạnh như thế thì chúng ta có thể hiểu được những cái sự trăn trở của cụ. Và tôi nghĩ rằng không thể kỳ vọng và tiếc là cũng làm được những cái gì đó như là chị Hảo mong muốn. Tất nhiên là nếu mà được như thế thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với một người suốt một cuộc đời ở trong một cái hệ thống như thế, là một bộ phận của hệ thống như thế, thì cũng làm được như thế là thằng quý lắm. Và xin cảm ơn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin được mời tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Phương Mai thì nghĩ hơi khác một chút xíu. Phương Mai nghĩ là bản thân tướng Giáp là một bi kịch. Tôi nghĩ là bi kịch trong ngay cả con người của ông ấy. Đấy là mình đoán thế thôi, nhìn ở bên ngoài mình đoán thế thôi. Bởi vì ông ấy trung thành với cả hai người. Thứ nhất đó là lý tưởng cộng sản, và thứ hai là ông ấy trung thành với cả nhân dân của ông ấy nữa. Tức là ông ấy vừa là một nhà cộng sản và vừa là một nhà yêu nước. Mà trung thành với cả hai bên như thế thì rất là khó, bởi vì là trên thực tế thì là nó có cái sự xung khắc của hai bên. Thành ra là bản thân ông cũng ở trong cái cuộc tẳng xé, nó như là một cái cuộc kéo co không cân sức ấy. Và có thể là tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi ở trong bản thân của ông ấy thì về cuối đời tôi sẽ cảm thấy rất là khó xử. Đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai mà ông ấy không thể làm, không thể đáp ứng được tất cả mong đợi của mọi người nữa, là ông ấy cũng phải sống cho ông ấy nữa chứ. Ông ấy đã là một người anh hùng trên thế giới và trong lòng của người dân Việt Nam rồi, thì ông ấy cũng muốn kết thúc cuộc đời của ông ấy một cách nó trọn vẹn, không bị tan tác ra, không bị xé cho tan hoang ra. Và cái sự cẩn trọng của ông Giáp là một cái điều mà tất cả chúng ta, hầu như những người quan tâm đến chính trị của Việt Nam đều biết, tức là cẩn trọng trong từng chi tiết một. Vâng, cái sự cảm ơn ý kiến của tiến sĩ Phương Mai ạ. Rồi xin phép chúng tôi được hỏi tiếp một cái câu tiếp theo. Vâng,
Câu hỏi tiếp theo là liệu với sự ra đi của tướng Giáp thì từ nay Đảng sẽ không còn có một cái thần tượng sống có tầm cỡ quốc tế đó để biện minh cho tính hợp tức của chế độ nữa, mà sẽ phải tự chứng minh mình là sự lựa chọn thực sự ra sao cho người dân, thì ý kiến của quý vị thế nào? Xin được mời nhà văn Võ Thị Hảo. Tôi nghĩ rằng là Đảng hay là bất kỳ một ai đó, một tổ chức, một cá nhân nào đó cũng không thể dựa vào bất kỳ một thần tượng nào để biện minh cho những cái hành động, những hành vi thực sự của mình đang làm. Chẳng bao giờ có thể dựa được như thế, chẳng bao giờ có thể biện minh bằng hành động của người khác hay một thần tượng khác để biện minh cho mình. Tôi nghĩ rằng đã từ lâu rồi thì Đảng cũng như là chính phủ Việt Nam cần phải tự biện minh cho hành động của mình bằng việc chống tham nhũng chẳng hạn, sự minh bạch và cái nền tự do cũng như là về quan tâm đến nhân quyền cho người Việt Nam. Còn chẳng bao giờ có thể dựa được, và nếu có dựa cũng chẳng bao giờ hiệu quả, bởi vì sự thực luôn luôn có giá trị nhất, đó là cái nền tảng chắc nhất mà người ta không thể xây một ngôi nhà hay là một uy tín ở trên bùn, mà người ta phải xây trên những cái nền tảng vững chắc nhất. Vâng, xin mời ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang ạ. Tôi nghĩ như chị Hảo, tôi nghĩ rằng không thể dựa vào bất kể một cái hình tượng nào để mà củng cố cái lòng tin hay là củng cố cái tính chính đáng. Bởi vì cái tính chính đáng đấy nó phải thể hiện ở cái công việc hàng ngày, kết quả hàng ngày. Và tôi nghĩ rằng có lẽ chính Tướng Giáp đến cuối đời cụ ấy cũng rất là đau về cái chuyện đó, và cụ phải lên tiếng vì cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng họ có muốn gây dựng lên một cái thần tượng nào đấy thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nguyên cái sự kiện một vài ngày vừa qua có thể thấy là nó gần như là có một cái sự tách rời ra, là có một cái cuộc để tang của nhân dân và một cuộc để tang có thể phải là của nhà nước. Đấy là một sự khác biệt, và nếu nhà cầm quyền không nhìn thấy cái phản ứng đấy của dân chúng, nhất là giới trẻ, thì họ không có một cơ hội nào xây dựng bất kể một cái hình tượng nào. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nga. Chúng tôi xin có một câu hỏi trực tiếp cho tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Vâng, thế còn về phần mình ấy, thì một bộ phận của phe đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bất đồng chính kiến ở Việt Nam ấy, thì được cho là cũng sẽ gặp một khó khăn tương tự khi mà họ đã từng dựa dẫm vào, được cho là dựa dẫm vào hình tượng của tướng Giáp vào lúc cuối đời, thay vì tự dựa vào bản thân của chính phong trào của họ. Thì ý kiến của tiến sĩ Phương Mai thế nào? Thực ra tôi nghĩ là cái phong trào dân chủ ở Việt Nam nó gọi là phong trào dân chủ thì nó hơi quá, bởi vì là nó chẳng có cương lĩnh, mà nó cũng không có một cái tài năng hoặc là một cái cá tính nào nó bật hẳn lên cả. Nó rất là manh mún và nó manh động. Thì tôi nghĩ là nó họ phải dựa vào một cái người lớn có cái tài có tầm có tiếng như là ông Nguyễn Giáp, ông Võ Nguyên Giáp là đúng thôi. Khi ông ấy đi thì tất nhiên là mọi người sẽ cảm thấy bị sốc, nhưng mà tôi nghĩ là không hẳn chỉ có họ bị sốc, cả nhân dân này bị sốc, tại vì là tất cả chúng ta đang có một cái thế hệ gọi là cái thế hệ sau chiến tranh và thế hệ chân không, không nơi bấu víu, và cái chính quyền Việt Nam thì lại giống như là một thằng Tây qua đường á, tức là cứ dần dần dứ không quyết định, không biết không đi, không quyết định là đi hẳn hay là dừng hẳn. Thành ra là cái làn xe cộ bên xung quanh họ không biết là xử lý với cả cái thái độ xử sự của chính quyền là như thế nào. Thành ra tôi nghĩ là cái sự lúng túng là nó có ở khắp mọi nơi, nó có cả ở trong Đảng, nó có trong chính quyền, nó có ở trong cả bộ phận của những cái người mà muốn có thêm cái muốn dân chủ nó phát triển hơn ở Việt Nam. Tôi nghĩ là họ đã bỏ lỡ một cái cơ hội, tức là một cái cơ hội để có những người có tầm có tiếng ủng hộ họ. Bây giờ ông ấy mất đi thì tức là chúng ta cũng phải ngồi nghĩ thêm nên là làm thế nào để họ có thể họ tạo ra một cái thế hệ mới và có một cái cương lĩnh mới, tức là nó phải có một nền tảng gì đó, chứ nó không thể nào là một cái sự manh mún như thế này được. Cũng có nhiều người nói là có một cái kịch bản gọi là kịch bản mềm,
dân chủ mềm ở Việt Nam, bởi vì chúng ta hoàn toàn không muốn như một dân Ả Rập, chúng ta không muốn có cái sự đổ máu như thế. Thì tôi cũng muốn chờ xem là sau cái sự kiện tướng Giáp ra đi này thì kịch bản mềm sẽ là cái tương lai của Việt Nam, hay là sẽ có một cái tổ chức với một cái cương lĩnh, với một cái tầm vóc xứng đáng nổi lên, thì đấy là điều mà chúng ta đang chờ đợi. Tôi thì tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, bởi vì dân chủ, một phong trào dân chủ, tôi nghĩ là có thể gọi như vậy bởi vì dân chủ nó không phải dựa vào ai hết. Nó xuất phát từ khao khát của mỗi một con người sống ở trên đời này, biết thở và biết suy nghĩ. Và nó xuất phát từ trái tim của bất kỳ người dân nào, kể cả những người hiện nay đang làm những điều xấu cho dân Việt Nam, tự đáy lòng họ cũng khao khát dân chủ. Bởi vậy, và thực ra phong trào dân chủ ở Việt Nam, hay là những người bày tỏ khát vọng dân chủ hay là khát vọng tự do đó, hay là một khát vọng gì đó quan tâm đến người Việt Nam hoặc là cải cách thể chế chẳng hạn, chưa bao giờ dựa vào bất kỳ ai, chưa bao giờ dựa vào uy tín của bất kỳ ai cả, của kể cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu mà mọi người có mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là hỏi ý kiến, tôi nghĩ đấy chẳng qua là mọi người hy vọng rằng Đại tướng này, vị Đại tướng này có thể có những chia sẻ và đồng hành với họ trong cuộc này thôi. Và tôi nghĩ rằng phong trào dân chủ và khát vọng dân chủ nó sẽ nằm mãi ở trong trái tim của mỗi người Việt Nam và không có cách gì có thể xóa bỏ được. Vâng, tôi nghĩ rằng nếu mà bảo là mọi người dựa vào cụ Võ Nguyên Giáp thì tôi nghĩ rằng hơi nhầm. Bởi vì cụ Võ Nguyên Giáp là một người, như tôi nói lúc đầu, là một người của chế độ này cho đến tận phút cuối cùng. Có một số ý kiến của cụ, thí dụ như vấn đề bốc xít, thì có thể tức là trùng với ý kiến của nhiều người khác, nhưng mà nói rằng người ta dựa vào cụ, hoặc là đấy là cái tấm đỡ hay cái nền, thì tôi nghĩ rằng là hiểu như thế là hoàn toàn nhầm. Và tôi nghĩ như chị Hảo nói là chúng ít ra là theo quan điểm của tôi, người mà đang sống ở nước Việt Nam thì thấy như vậy. Vâng, chúng tôi có câu hỏi cho tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Vâng, liệu sự ra đi của tướng Giáp thì nó có vừa khép lại một thời đại của những đại tự sự về những cái đại chiến tích giành độc lập và buộc Việt Nam phải tự thức tỉnh để bước sang một thời đại mới đáp ứng nhu cầu và khát vọng tự do và dân chủ thực sự của nhân dân? Đúng là như anh nói, nó khép lại một thời kỳ và nó cũng mở ra một thời kỳ, và giữa hai cái khoảng thời gian này thì nó là một cái khoảng mà chúng ta gọi là cái khoảng chân không đó. Và đây là chúng ta đang chờ đợi xem là cái điều gì nó sẽ xảy ra. Nó khép lại một thời kỳ lớn đối với cả dân tộc, bởi vì là tôi có nói trong một cái post trên Facebook của tôi là đó là một cái tôi không khóc cho cái sự ra đi của ông Giáp, mặc dù đúng là tôi không hề có tình cảm gì với ông ấy với tư cách cá nhân, nhưng mà sau khi mà cố tìm hiểu thì tôi phát hiện ra rằng là những cái giọt nước mắt của mình dành cho ông Giáp không phải là dành cho bản thân ông ấy mà dành cho cái đất nước này, bởi vì là tôi không biết rằng sẽ còn có ai để có thể là làm cho mọi người tin. Cái khủng hoảng niềm tin đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là đáng lo nhất. Và khi mà đã có cái khủng hoảng niềm tin này thì mà chúng ta không cố gắng, chúng ta hợp chung tay nhau lại để chỉnh sửa nó, thì nó sẽ là cái khủng hoảng niềm hy vọng. Và với tư cách là một người Việt Nam sống ở nước ngoài thì tôi rất là tò mò muốn biết rằng là cái gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi thứ nó đã đẩy lên đến điểm sôi như thế này rồi, thì sau cái điểm sôi đấy sẽ là cái điều gì, tôi nghĩ rất là khó có thể nói trước được. Và chính vì thế là tôi cũng rất là đang nín thở để xem là sắp tới sẽ là cái gì, ngày mai sẽ là cái gì. Tôi nghĩ rằng là không đợi đến cuộc ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cái đại tự sự ấy khép lại, mà cái cuộc ấy khép lại lâu rồi. Cái chiến thắng và vị tướng thiên tài được xếp là thiên tài là Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chiến thắng bởi một cái sự kết hợp rất là tài giữa thời cơ và chiến tranh du kích. Đấy là một cái lợi thế của Việt Nam và lợi thế của những nước nhỏ. Thế nhưng mà cái đại tự sự đấy khép lại lâu rồi, chứ không phải đợi đến cuộc ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới khép lại. Và tôi nghĩ rằng là cái người dân mà đúng là như anh Nguyễn Quang A nói, tức là hình như có hai lễ tang, một lễ tang của người dân
với cái tấm lòng bày tỏ với một cái cuộc tang lễ của nhà nước, thì là tôi nghĩ rằng đấy, người dân họ không phải là họ không hiểu, không phải là họ không biết rằng là đại tướng Võ Nguyên Giáp với những cái hạn chế của ông, nhưng mà như họ khóc. Tại sao người dân khóc? Họ đem thoa đến đặt trước nhà của đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là đặt ở trước bệnh viện mà ông qua đời đó. Tôi nghĩ rằng là họ vẫn khao khát, họ khóc cho chính những cái điều đáng lẽ họ đã được hưởng như dân các nước khác mà chưa được hưởng. Tôi nghĩ là như vậy. Nó hơn và tất nhiên với cuộc những cái cách chiến tranh, với những phương tiện ngày nay, với thời đại toàn cầu hóa, với internet, với dân chủ hóa thông tin tới từng cá nhân thì không thể có những cái cuộc chiến tranh như ngày xưa nữa. Và tôi nghĩ rằng là tôi không hồi hộp. Tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người Việt Nam, dù nhỏ bé nhất hay là những người đang lớn, đang có nhiều quyền lực, hãy cố gắng tự chính mình, hãy làm một điều gì đó chẳng chống ai cả, mà chỉ cứu lấy chính mình và giúp cho mọi người. Thế vâng. Thôi. Vâng. Vâng. À, xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, có độc giả đặt vấn đề là tướng Giáp ngay khi còn sống ấy, thì chính quyền Việt Nam đã chưa phong cái nguyên soái cho ông. Thì liệu bây giờ thì đã là có phải là đúng lúc, đúng thời điểm để mà phong ông lên nguyên soái hay là không, khi mà vẫn theo truyền thông Việt Nam rằng ông đã đánh thắng tới 4 tướng Pháp và 6 tướng của Mỹ, thì ý kiến của tiến sĩ Phương Mai thế nào? Tôi hoàn toàn không biết là có thông tin như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngoài cái sự thương tiếc của tướng Giáp từ trong tâm khảm của những người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là có một cái xu hướng mà chúng ta không nên, hoặc ít nhất là tôi cho rằng là tôi sẽ không đồng ý, đó là xu hướng phong ông ấy thành thánh nhân. Ông ấy là vĩ nhân, cái điều đó đúng, nhưng mà không phải là thánh nhân. Chúng ta đang sống trong đất nước nó có quá nhiều thần thánh ma quỷ rồi, bây giờ lại còn phong một người làm thánh nữa thì cũng không nên. Bây giờ mà có phong nguyên soái thì cũng là người đã xanh cỏ, như là chị Hảo nói rồi, thì tôi nghĩ rằng là bản thân ông ấy cũng không cần. Mà nếu mà phong nguyên soái thì chắc là chỉ là để cho những cái người mà muốn nhìn thấy thêm hào quang ở xung quanh ông ấy thôi, chứ còn bản thân ông Giáp thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn là ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ có khi ông ấy đang cười ở trên kia, cười khẩy thì chúng ta thì tôi nghĩ là cái điều đấy là cái điều mà bản thân tôi nghĩ là thực sự là không cần thiết. Bởi vì là đã là một cái người mà chiếm được lòng tin, chiếm được trí óc của nhân dân rồi, thì có thêm một cái danh dự nữa, có thêm một cái title nữa, thì tôi nghĩ là nó cũng chẳng làm được cái gì. Nó cũng chỉ là một cái sự một cái hạt bụi trên toàn một cái hạt bụi phủ lên trên cái nấm mồ mà thôi, chẳng tạo ra một cái sự khác biệt gì cả. Tôi nghĩ là như vậy. Cuộc tọa đàm về đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin được cảm ơn các vị khách đã tham gia chương trình và xin được cảm ơn các quý vị khán thính giả đã theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.